Một lần nữa chào mừng quý vị đã quay lại với bản tin tối FBNC. Thưa quý vị, năm 2015 đánh dấu sự kiện 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ. Để đánh dấu cột mốc này thì nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đã được tổ chức trong suốt cả năm, đưa quan hệ giữa hai nước gần gũi hơn bao giờ hết. Bước sang năm 2016 thì quan hệ song phương sẽ diễn ra như thế nào khi mà Hoa Kỳ tập trung cho cuộc bầu cử tổng thống? Nhân dịp năm mới Bính Thân thì ông Nathan Lane, trưởng phòng kinh tế Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho FBNC một cuộc trao đổi đặc biệt. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Hello, thank you for Xin chào ông, cảm ơn ông đã trò chuyện với chúng tôi nhân dịp năm mới. Nhìn lại năm 2015, có thể nói đây là một năm đặc biệt đối với cả Việt Nam và Hoa Kỳ khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao và trở thành đối tác của nhau trong Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Sau một năm nhiều sự kiện như vậy, ông có cho rằng năm 2016 sẽ là một quãng nghỉ hay không, nhất là khi Hoa Kỳ tập trung cho cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm? Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong năm 2016. Như là đại sứ của chúng tôi là ngài Ted Osias đã nói, không gì là không thể, cho nên chúng tôi vẫn trông đợi một sự hợp tác tốt đẹp trong năm nay cũng như những năm kế tiếp. Nói về quan hệ thương mại vốn được xem là điểm sáng trong quan hệ hai nước, trong năm 2015, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ trị giá 33 tỷ đô la. Con số này tuy lớn nhưng vẫn không đáng kể nếu so với một thị trường khổng lồ như Mỹ hay là so với thị phần của các nước khác. Vậy ông đánh giá thế nào về tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tại Mỹ hiện nay cũng như là sau khi TPP có hiệu lực? Ông có lời khuyên nào cho các doanh nghiệp Việt Nam hay không? Như chúng ta đã biết, thị trường Mỹ là một thị trường rất rộng lớn, có thể nói là lớn nhất thế giới. Cho nên con số có thể không đáng kể với thị trường Mỹ thì cũng không có nghĩa là không đáng kể đối với Việt Nam, cũng như bất cứ nước nào khác. Cho nên có thể nói là các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đã làm rất tốt. Thực tế thì trong số các nước ASEAN, Việt Nam là quốc gia có lượng hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ lớn nhất rồi. Còn về khuyến nghị thì tôi muốn khuyến nghị các công ty đang xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, nhất là các công ty phải tốn nhiều chi phí cho năng lượng mà muốn thay đổi thị trường, thì những công ty này có thể xem xét đầu tư vào thị trường Mỹ. Bởi Mỹ là một thị trường có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư nói chung, đặc biệt là với các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, một khi TPP có hiệu lực. Ở chiều ngược lại, hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam lại không nhiều, kim ngạch chỉ dưới 8 tỷ đô la, trong khi người Việt Nam lại đánh giá rất cao hàng hóa Mỹ. Theo ông, lý do là vì đâu? Liệu có phải Mỹ chưa quan tâm nhiều đến thị trường Việt Nam hay là còn vì lý do nào khác? Cách đây 20 năm, Mỹ hầu như không xuất khẩu gì sang thị trường Việt Nam, nhưng sau đó thì tốc độ xuất khẩu đã tăng lên rất nhanh. Mỗi năm đều ở mức hai con số. Một trong số các mặt hàng Mỹ xuất khẩu nhiều nhất vào Việt Nam là hàng nông sản. Chúng tôi hy vọng sau khi TPP có hiệu lực thì thị trường Việt Nam sẽ thu hút nhiều hơn nữa. Bởi nếu xét về thuế quan, hiện nay mức thuế trung bình đối với hàng nông phẩm vào khoảng 16%, cao hơn nhiều so với các loại hàng hóa khác. Sau khi TPP có hiệu lực thì mức thuế sẽ giảm xuống 0% trong hầu hết mọi trường hợp. Khi đó thì thị trường sẽ hấp dẫn nhiều hơn đối với các nhà xuất khẩu Mỹ. Vậy sau khi TPP có hiệu lực, ông có cho rằng doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp phải cạnh tranh gay gắt hơn từ hàng hóa Mỹ hay không? Tôi nghĩ là dù doanh nghiệp Việt Nam hay Mỹ thì TPP cũng giúp cải thiện các điều kiện về giao thương, mang lại sự minh bạch hơn, tạo môi trường kinh doanh tốt hơn. Cho nên tôi cho rằng doanh nghiệp của cả hai nước đều được hưởng lợi từ nhau và từ những thị trường khác trong khối một cách đáng kể. Bên cạnh các hoạt động giao thương vốn được xem là mối quan tâm lớn nhất của hai nước, quan hệ trong năm 2016 sẽ còn tập trung vào những vấn đề nào nữa thưa ông? Tôi cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực như trong thời gian qua. Có thể kể đến hợp tác thương mại đã và đang đem lại những tác động tích cực. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, hiện nay có gần 19.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chúng ta cũng sẽ hợp tác tốt đẹp trong các vấn đề quốc tế và đây là năm đầu tiên Mỹ sẽ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia khu vực ASEAN tại Sunnyland, California trong tháng 2 này, mà Thủ tướng Việt Nam dự kiến cũng sẽ tham dự. Mỹ cũng giúp Việt Nam trong việc phòng chống thiên tai, thực hiện các cam kết quốc tế về gìn giữ hòa bình. Có thể nói quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên gần gũi hơn. Nhiều Tổng thống Hoa Kỳ đã sang thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ của mình. Năm ngoái, khi hai nước kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã sang thăm Mỹ. Vậy ông có cho rằng Tổng thống Obama sẽ đến thăm Việt Nam trong năm nay hay không? Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu ông Obama sang thăm Việt Nam. Trong cuộc gặp với Tổng bí thư của các bạn vào năm ngoái, ông ấy cũng đã bày tỏ mong muốn đến thăm Việt Nam. Cho nên chúng tôi hy vọng điều này sẽ thành hiện thực. Nhân dịp năm mới, ông có thể gửi lời chúc đến khán giả của Việt Nam hay không? Chúc Pan Ya FBNC một năm mới hạnh phúc. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Và trong phần tiếp theo của bản tin, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung sau đây.
Nhìn lại bức tranh bất động sản năm 2015 và triển vọng của ngành này năm 2016.